nay em xin giới thiệu với các bác một con máy tiện Mazak lỗ lớn, lỗ 80, chiều dài 1,5 m, cao tâm. Thì bây giờ em sẽ đi vào máy thực tế cho bác xem luôn nhé. Đi vào thực tế cái máy cho bác xem luôn. Đây, nước sơn ok. Chiều dài 1,5 m. Trên này số nhỏ nhất là 25, số lớn nhất là 1500, có 12 số. Bản gen ok. Và bây giờ băng bi ok ha. Băng bi là rất là ok, con này rất là ok ha. Bây giờ em sẽ đo này. Mâm cặp 270. Qua băng được 270 luôn. Qua bàn giao 170. Qua bàn giao 170 luôn. Con này hiệu Mazak. Con này tuyệt phẩm luôn. Tổng chiều dài 1,5 m, nghĩa là của sản phẩm đấy nhá.